Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Lucasa. Thì hôm nay thì Lucasa xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy sấy của thương hiệu Weibull, model là 3LWD4705FW. Đây là một model thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Chúng ta thấy chữ American đây. Đây là một model máy sấy có dung lượng sấy là 15 kg. Chúng ta có công suất là 4725W. Chúng ta có tất cả là 13 chương trình sấy và 3 mức độ điều chỉnh nhiệt độ. Máy sấy của chúng ta có tổng trọng lượng khoảng hơn 70 kg. Hiện tại thì Lucasa đang bán sản phẩm này với giá là 13 triệu. Các bạn đặt hàng có thể truy cập vào website lucasa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động 0909 886 183. Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua về xung quanh sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm máy sấy cửa trước có mở ngang nhé. Chúng ta thấy mở ngang rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thêm về xung quanh. Đây là phía bên hông. Bên hông chúng ta để máy chúng ta là trống trơn màu trắng. Tiếp theo chúng ta xem bên phía sau. Rồi đây là phía sau của cái máy sấy. Nhiều khách hàng khi mua hàng của Lucasa thường hỏi về vấn đề lắp đặt. Thì hôm nay Lucasa xin chỉ cách lắp đặt cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có nguồn điện vô, chúng ta sẽ tháo ốc này ra, sẽ có nguồn đấu điện trong đây. Nguồn điện của chúng ta thì chúng ta lên đưa nguồn điện đi qua CP để chống cháy nổ. Tiếp theo, máy sấy của chúng ta là máy sấy dạng ống xả, tức là máy sẽ cần phải có một cái ống xả để xả hơi ra phía bên ngoài. Thì chúng ta thấy ở ngay phía dưới đây, ngay phía dưới chúng ta có một cái ống xả rất là to. Ống xả này sẽ có một cái nguồn từ trong máy và đi ra. Thì riêng cái phần ống xả này thì các bạn phải mua thêm, tại vì theo kèm theo máy là không có. Đó. Mà chúng ta lắp ống xả thì lượng hơi nước sẽ đi theo ống xả và đi ra bên ngoài. Chúng ta lên đưa nó sang bên ngoài ban công để tránh việc hơi ẩm nó bay vô trong nhà. Như vậy là lắp máy khá đơn giản thôi, chúng ta có nguồn điện và ống xả. Như vậy là chúng ta sẽ lắp xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem chi tiết về các chức năng cũng như bảng điều khiển của máy sấy Weibull này. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có 3 nút điều khiển dạng cơ, nút chúng ta là nút vặn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn gần hơn để xem chi tiết 3 nút điều khiển. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy đây là bảng điều khiển của máy Weibull, model là 3LWD4705FW. Chúng ta thấy rằng chúng ta có 3 nút điều khiển dạng cơ. Nút chúng ta là nút xoay nhé. Ngay phía giữa của máy chúng ta thấy rằng Made in USA, tức là sản phẩm chúng ta đã nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, sản xuất 100% tại Mỹ. Nút đầu tiên chúng ta thấy rằng đây là nút bật tắt, tức là on off. Đây là off, đây là off, đây là on. Tiếp theo đây là nút chỉnh nhiệt độ, chúng ta có 3 mức độ nhiệt độ. Đây là mức thấp, tiếp theo là mức trung bình và cuối cùng là mức cao. Đây là nút điều khiển dạng chức năng. Chúng ta sẽ có chọn các thời gian sấy từ 70 phút đến 60, 50, 40 đến 20. Đây là chúng ta chọn cái thời gian sấy. Còn tiếp theo, đây là chế độ sấy không sử dụng nhiệt, tức là máy sẽ quạt thổi để cho cái sản phẩm của chúng ta sẽ khô mà không dùng đến nhiệt. Tiếp theo nữa rằng đây là chế độ sấy mà tiết kiệm năng lượng. Đó. Còn tiếp theo là chế độ sấy chống nhăn. Sấy chống nhăn, chúng ta sử dụng chế độ này để sấy chống nhăn. Ở ngay dưới ba bảng điều khiển này chúng ta sẽ thấy rằng có một cái bộ phận ở đây. Đây là bộ phận để chống bụi.
chúng ta thì dám là dễ dàng mở ra để vệ sinh sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ đẩy vô lại như ban đầu. Đó, đây bộ phận lọc bụi nhá. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy ngay ở phía mặt trên của máy, chúng ta thấy có các cái thông tin chi tiết về các cái chế độ đây. Các chế độ gia đình ở đây viết bằng tiếng Anh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ngay ở phía bên trong của cái lồng máy sấy của chúng ta, cửa chúng ta sẽ mở ra bên ngoài bằng cách là mở qua ngang nhé. Tiếp theo chúng ta nhìn ở bên trong. Đó, đây chúng ta thấy máy của chúng ta nguyên bộ, chúng ta sẽ có phụ kiện kèm theo. Có hai phụ kiện, chúng ta có sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn là phiếu bảo hành. Đó, đây là phiếu bảo hành chính hãng. Phiếu bảo hành chính hãng bảo hành 2 năm trên toàn quốc. Đó, các bạn nhìn đây. Chúng ta bảo hành tận nhà, các bạn cứ yên tâm về chế độ bảo hành. Sau lồng bên trong chúng ta thấy là có hai cái lỗ để chúng ta thông hơi nóng vô. Khi máy chạy nó sẽ xoay và hơi nóng sẽ vô đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua lại về cái máy quay bun của chúng ta. Đây là module quay bun. Máy quay bun có model là 3LWD4705FW, là có khối lượng sấy là 15 kg, công suất sấy là 4.725W. Chúng ta có tất cả là 13 chương trình sấy và 3 chế độ chọn nhiệt. Máy này chúng ta là máy quay bun, là một thương hiệu của Mỹ, là dùng cho bán công nghiệp cho đến công nghiệp, nên quý vị và các bạn ở các công ty về dệt may cũng như là về y tế thì chúng ta nên mua các loại máy sấy này về dùng sẽ hợp lý. Còn cả các hộ gia đình chúng ta cũng có thể mua máy sấy này dùng được, tuy nhiên là nó các bạn nên cân nhắc vì máy nó hơi to. Có một đặc điểm lưu ý rằng máy sấy của chúng ta có công suất rất lớn là 4.725W, nên các khách hàng ở chung cư thì chúng ta nên hỏi kỹ thuật tòa nhà đó xem là có nên dùng cái máy sấy này hay không, vì công suất lớn có thể là sẽ không dùng được đó, nên các bạn hỏi kỹ trước khi mua máy sấy này. Máy sấy của chúng ta thì toàn bộ đây chúng ta thấy có thân máy này, có thêm sách hướng dẫn. Đây chúng ta có sách hướng dẫn phiếu bảo hành, bảo hành chính hãng tại hãng trên toàn quốc, bảo hành 24 tháng. Đó, máy của chúng ta là máy dạng cửa ngang và mở ra bên phải nhá. Rồi hiện tại thì Lucosa đang là đại lý phân phối ủy quyền của hãng quay bun. Các bạn đặt hàng có thể đặt hàng qua trực tiếp qua Lucosa. Thì hiện tại thì Lucosa đang bán với giá là 13 triệu. Các bạn đặt hàng có thể truy cập trực tiếp vào website lucosa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Các bạn thì hãy liên hệ trực tiếp với Lucosa để có mức giá tốt nhất. Rồi như vậy là hiện tại là Lucosa đã giới thiệu xong máy sấy quay bun model là 3LWD4705FW. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.